Kính chào cộng đoàn. Mời cộng đoàn đến với chương trình Năm Đức Tin cùng nhau học hỏi giáo lý của Tổng Giáo phận Hà Nội. Trong bài giáo lý hôm nay, kính mời cộng đoàn cùng tìm hiểu cuộc đời của Đức Kitô. Tuần trước chúng ta đã học hỏi về Đức Maria. Vậy tuần này chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc đời Đức Kitô. Bài giáo lý hôm nay có hai phần. Thứ nhất, cả cuộc đời Đức Kitô là một màu nhiệm nghĩa là gì? Thứ hai, các màu nhiệm của Chúa Giêsu được chuẩn bị như thế nào? Trước tiên, ta cùng tìm hiểu cả cuộc đời Đức Kitô là một màu nhiệm nghĩa là gì? Kính thưa cộng đoàn, cả cuộc đời Đức Kitô là một màu nhiệm mặc khải về Chúa Cha. Trong cuộc đời trần thế, Người dẫn chúng ta đến màu nhiệm vô hình, nhất là màu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Qua những cử chỉ, dấu lạ và lời nói, Đức Kitô tỏ ra rằng nơi Người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể. Mặc dù ơn cứu độ được hoàn thành trọn vẹn qua thập giá và sự phục sinh, nhưng trọn cuộc đời của Đức Kitô là màu nhiệm cứu độ, vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm và đã chịu đau khổ đều có mục đích là để cứu độ loài người sa ngã, để tái lập ơn gọi làm Con Thiên Chúa của chúng ta và quy tụ muôn loài để tất cả được hiệp thông với Thiên Chúa. Và hiện nay Ngài hằng đứng trước mặt Thiên Chúa để chuyển cầu cho chúng ta. Như vậy, cả cuộc đời Đức Kitô là một màu nhiệm, nghĩa là cả cuộc đời của Đức Kitô là để mặc khải về Chúa Cha và để cứu chuộc loài người. Mời cộng đoàn bước sang câu hỏi thứ hai. Các màu nhiệm của Chúa Giêsu đã được chuẩn bị như thế nào? Thưa cộng đoàn, trước tiên ta thấy Kinh Tin Kính chỉ nói đến màu nhiệm liên quan đến đời sống của Chúa Kitô về nhập thể và vượt qua, không nói gì đời sống ẩn dật và công khai của Đức Kitô. Nhưng tất cả những gì Đức Kitô đã làm và giảng dạy cần phải được nhìn nhận dưới ánh sáng của màu nhiệm Giáng sinh và vượt qua. Như chúng ta đã biết, trong mùa vọng chúng ta mong chờ Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thật vậy, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho việc Con Ngài ngự đến từ giao ước cũ cho đến thời ông Gioan Tẩy Giả, là người cuối cùng, nhưng ông lại vĩ đại nhất trong số các tiên tri. Trong thời gian sống ẩn dật tại Nazareth, nước Do Thái, Đức Giêsu đã nêu gương hiếu thảo và vâng phục cha mẹ, nêu gương nên thánh trong cuộc sống gia đình và lao động thường ngày. Sau đó, Người đã đến sông Giô-đan chịu phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả để bắt đầu cuộc đời công khai. Và trong 3 năm đi rao giảng tin mừng, Đức Giêsu loan báo thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn làm rất nhiều phép lạ để cho chúng ta thấy nước Thiên Chúa đang đến. Sau cùng, Người chịu chết trên thập giá, và sau 3 ngày Người đã sống lại. Như vậy, các màu nhiệm của Đức Kitô phải được nhìn nhận dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn,
ước gì trong năm đức tin này và suốt cả cuộc đời chúng ta luôn noi gương và sống theo lời Chúa dạy, để loan truyền tình yêu Chúa và mang Chúa đến cho mọi người. Xin Đức Maria và Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng ta. Nguyện chúc cho cuộc đời của mỗi người nên giống Chúa Kitô hơn. Amen. Sau đây, chúng ta cùng đến với bài hát Để con nên hình bóng Ngài. Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con. Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ giống đời yêu mến. Từ ngày sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về muôn lâu, gieo tình yêu mới đắm say lòng người, để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắp xây lòng người. Đời con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, tràn hoan.